Rồi chào anh em ha. Hôm qua mình nói về cái vấn đề chân gà, chân rán hàm thì cũng có mấy anh em hỏi mình á, gà chân chì này chân nọ có chơi được không, chân đen chân gì đó có chơi được không. Thì mình cũng nói với anh em luôn, chân chì là chân gà, mỗi một cái màu chân là cái mạng con gà nó khác nhau. Như hồi xưa thì nó chân chì nó đá đòn không à, thì mình nói với mấy anh em con gà chân chì là chân trị bá bệnh, chân thiệt thì chân chì trị bá bệnh. Mỗi một con chân xanh chân đen thì cũng như mấy thánh mà chơi gà mà đá màu đá chân phân chân đó, kêu đá phân chân á, nó nói con gà đều xanh thì nó mới hư con gà khác chân xanh. Cái con gà đều xanh này nó lại đá với con gà khác giống vậy mà nó rớt cái chân chì, thì cái con gà chân đều chân chì nó sẽ đá chết con gà khác lại. Mình nói dụ vậy thôi, cũng như con gà chuối chân xanh là nó khác, con gà chuối chân chì là nó khác. Bởi mỗi cái mà anh em hỏi mình thắc mắc đó là chân chì nó đá được không, mình nói với anh em tùy theo con hay con dở, chứ không phải con nào nó cũng hay hết. Thì mình không có gom một nắm vô mình nói là con đó là cũng gì vậy, con gà hay nó cũng con tùy theo con hay con gà hay gà dở, cũng như gà lai. Mình nói với anh em cũng như gà lai, con cũng con hay con dở nha. Con gà nồi gặt cũng con hay con dở, nói chung dòng gà gì nó cũng có con hay con dở trong đó, chứ không phải con nào nó ở cái dòng đó là nó vậy, thì không phải. Thì nói với anh em cái màu chân nó quan trọng như đó, chân chì là chì đậm, chân chì đen và chân chì cẩm thạch đó. Mỗi một cái màu chân đó với đó nó giống như mềm cái này, nó kết nối với một cái lớp vảy con gà nữa anh em, nó kết nối vô cái dãy dây của từng con gà với nhau, dãy dây nữa và cái bổn ban nữa, nó kết hợp lại mới ra một con gà hay. Chứ không phải là con gà là chân chì như mình nói là nó cũng hay, có con hay con dở, cái bến đá nó như thế nào nó không phải nó làm vậy hết. Thì nói với anh em là nó thắc mắc, là nó anh em thắc mắc mình nói rồi đó, tùy theo bổn tùy theo con, chứ không phải là nó dở hết mà nó hay hết. Cũng như hồi đó mà năm năm 2005, mình nhớ là năm 2005 có du nhập về cái dòng gà chân 07, chân 07 hồi đó là đầu tiên xuất hiện ở xóm mình luôn, ở xóm mình xóm trên nó tài xế nó đi con gà không dãy là cái nói chung nó sức sức nguồn của nó, xuất xứ của nó là ở Bình Cam rất là nhiều. Thì tài xế đi lên xe lơ nó mới đem về con gà chân không dãy. Hồi đó là nói chung nguyên cái xe đét không có ai biết gì con gà không dãy hết, thấy con gà không dãy nó gà linh không, nó trời con gà này không có dãy gà linh. Sau này rồi mới biết được linh đâu mà linh, Bình Cam nó nhóc ở trên nuôi ra Hà Lan thịt không, đó là cái dòng gà 07 thì cũng con hay con dở chứ không phải là con dở hết. Bữa hổm cũng có anh hỏi mình là con gà không dãy chơi được không, thì mình nói với anh luôn là con gà 07 á nó chơi bình thường con hay con dở, tại hồi đó mình cũng có đổ luôn. Nói chung hồi đó gà lạ lạ là mình bắt gì mình đổ. Đầu tiên là mình bắt diện con, mình bắt diện con tại trên kia có con cái mình bắt diện con mình đổ. Thì không biết ai cũng nói gà không dãy là gà linh hay đem gà hay là lạ. Thì đó năm năm đó thì tất nhiên ai cũng thấy lạ rồi, thấy gà không dãy giật mình liền, nó chọn những gà linh gà gì mà chứ không có dãy trên. Hồi đó nghe đồn dữ lắm, rồi sau mình mới thấy được một con mình mua đem về mình đổ ra, rồi mình nói anh em đổ ra nó cũng ra 07 luôn. Như bây giờ hiện bây giờ vẫn còn gà không dãy đó, nó cẳng vẫn còn lưu lạc cái gen, lưu lạc cái gen nhiều lắm. Lâu lâu thấy gà cũng có con không dãy mình đổ ra cái nó sẽ lai có 7 vô đó, nó đạp cái máy mình sẽ lai có 7 sự đúng gắt gặp gặt cái giống gà của nó là không có 7 luôn. Thì mình nói với anh em nó vậy, nó vẫn ra cửa ra đầu bình thường đó. Rồi anh em hỏi mình con gà bị sổ cái cửa đi, anh em hỏi mình sổ gà sổ bị gãy cửa lung lay cửa có đá được không, có chơi được không, mình nói với anh em luôn là con gà gãy cửa nó không có gì hết, không có liên quan. Nhiều anh em nói gà gãy cửa chồng cửa chơi cũng được, mà hỏi anh em chứ con gà tơ mới lớn nó chồng cửa cũng chơi bình thường, nó có mắc nó gì đâu mà chơi không được.
cái nói chung là cái cây cửa trên trên, cây cửa trên đi, trọng cây cửa trên nó cũng đâu có liên quan nhiều hết gì cây cửa dưới đó, nó cũng trồng bình thường. Như con gà tơ mới lớn nó nuốt bắp ra gì cũng trồng cửa bình thường. Cây cửa dài anh em cầm trồng vẫn bị xây, mình nói với anh em cây cửa dài anh em trồng trồng cửa vẫn bị xây nha, vẫn bị xây cửa, chứ không phải là nói gì con gà mà gãy cửa mà trồng được cũng có. Ăn hô mỗi người chồng cửa khác nhau, chứ không ai mà chồng cửa nó con gà bị vậy là hư hết là chồng không được, không có. Nhưng mà mình nói với anh em đặc biệt, con gà bị gãy cửa nó sẽ mọc lại, nó sẽ mọc lại là nếu mà nó gãy ngang cái cửa luôn, nó gãy ngang cái chân nó vậy, nó gãy ngang vậy thì mình đảm bảo 100% con gà sẽ mọc. Còn con gà mà nó gãy tuốt ở trong cái chốt, nó gãy tuốt ở trong luôn cái chốt nha, gãy tuốt ở trong cái chốt, nó có một cái lỗ thì con đó nó sẽ lâu, nó coi vẫn mọc nhưng mà rất là lâu, lại lâu lắm, cỡ chừng cả năm trời á nó mới lú ra một xíu rồi thôi, chứ sợ ra nó không mọc khó lắm. Nó gãy ngang, nó gãy cựa dài dèo, nó gãy tuốt cái đây phải không, nó gãy sát nè, gãy sát gãy ngang luôn thì nó vẫn mọc, tại vì mình gà mình mọc nó mọc lại mấy con như này mình biết nó vẫn mọc cựa bình thường, nó vẫn mọc lại. Còn giống như con cái con gà bị bãi chút cựa hay là rút cựa đó, nó vẫn mọc bình thường. Anh em rút cựa là hơi quẹt với cầm kìm giật cái chốt ra thì cái chốt xương cựa trọng nó vẫn còn, thì anh em nuôi thời gian lâu bắt đầu cái tái tạo lại cái lớp vỏ ngoài lại cho con gà. Thì nhiều người ta chơi á, ta chơi là rút cái đó không có xuống chậu thì nó hơi ác một chút. Còn nhiều người ta làm, ta giải con gà tơ mới lớn, ta đi rút cựa đó thì thời gian nó sẽ lú lại một cái lớp nhựa ở ngoài lại là cái lớp bao cựa ngoài đó sắp lên cày á, nó sẽ mọc ra lại như móng tay của mình thôi, nó mọc nó bao lại. Cho nên ta sẽ cắt ngang cái đầu kia, ta vỗ tròn lại y như gà mới lớn luôn, nhìn không biết. Chỉ có người chơi và người biết nhìn cái mặt con gà mới biết con gà tơ hay là con gà già. Thì nó vậy. Còn có con gà nó là cửa nín, có anh em hỏi mình cửa nín, gà cửa nín chơi được không, thì cái clip đó mình cũng cả đã có nói rồi, con gà cửa nín á nó không có phần trăm mai độ, bây giờ nó không có phần trăm là cái con gà hay nó nhiều, nó rất ít, nó chừng 10 con chỉ có 1-2 con là nó hay gà cửa nín thôi, nhưng mà cái phần trăm nó không có tướng mai độ trong đó. Ít có người chọn cái con gà nào mà nó không cửa lắm, cửa nút, cửa nín á. Phần trăm ăn của nó rất ít nha, nó không có cao. 10 con gà cửa nín chỉ có được 1 con, 2 con là nó đã được, hay thôi. Nhưng mà không có mài độ cao, nó ăn không có nhiều, không có bền. Thì mỗi một con gà hay nó phải kết hợp đủ thứ vô nó kêu là con gà hay được. Cũng như hồi đó mình nhớ năm 2000, năm đó là mình 15 tuổi, nhớ là có con gà đặc biệt luôn, là lâu dữ lắm rồi nha, lúc mình còn nhỏ luôn là mình thấy được một con gà tre chân cùi, kêu là gà chân cùi đó, nên mình nói chân là con gà chân cùi là sao bây giờ, nói chung là mấy anh em mới lớn lên cho nên chưa biết con gà chân cùi đâu, gặp rồi mới biết, cái chân nó y như con gà Đông Tảo vậy, nó vẫn không, nó không có bự giống vậy anh em, mà nó là cái chân nó bung banh hết luôn, không có dãy nào trên bung banh hết, không có dãy được. Thì đó ở Vĩnh Long, ở Vĩnh Long có được vô xếp hàng cho một con gà đó là của ông nào đại gia không biết, ông gửi sở thú luôn, sở thú Vĩnh Long, ở Vĩnh Long có sở thú, ông gửi sở thú đó là có con gà kêu con gà quả dữ luôn, kêu con gà chân cùi, để cái bản đàng hoàng ông tặng, có một con gà đó là ổng tặng. Thì nói chung mình biết là con gà đó, hồi đó mình biết là nó chân cùi đặc biệt, để cái bảng vô là ăn 36 cái, 38 cái. Rồi sau này tới mình 2 năm sau có một con chân cùi, nhưng mà nó cùi chỉ có phân nửa thôi, nó không cùi hết. Kia là gà thường nó ai không biết, cái nhịn trời gà bữa cứt heo cái nó bị hư cái giò, sao không phải. Những con gà đó nó rất đặc biệt, kêu là vua gà chân cùi,
lâu dữ lắm rồi mình chưa gặp lại lần thứ hai, luôn, chỉ gặp được có mấy con thôi, con sẻ thú với một con cà tre của một bạn mình. Hồi đó có ai chơi cà tre đâu, hồi đó năm đó là cà tre chiên thịt thôi, đâu ai chơi, cửa đồ chơi không có nữa. Nói chung cửa không có là chơi cà tre, ăn thịt không toàn là thịt không chứ ai đồ chơi. Nó có cà tre đó 1 kg, chân cùi là đều mình nhớ, chân cùi rất là quý. Bây giờ nói chung là nếu mình gặp là bao nhiêu tiền cũng mua con gà đó gì hả? Nó rất là quý luôn, gà chân cùi. Có duyên lắm mới gặp được một con. Tại vì con gà đó là không có dãy gì, không có dãy gì được. Nó bung banh hết trơn, nó nổi lên là đỏ trên cái chân con gà, trên ngộ lắm. Không có dãy gì, không có câu được luôn. Rất là lạ. Thì đó, nếu tới bây giờ mà anh em nào có duyên, anh em cỡ sẽ gặp được một con như vậy. Thì mình hồi đó mình sẽ cũng có gặp một con là của thằng bạn mình, nó đổ được một con chân vịt. Bữa anh có anh hỏi chân vịt chơi được không, mình có thấy rồi, nhưng mà không phải của mình, của bạn mình nó phe, mình mới lên trên nhà nó mình chơi, mình coi không biết là con gà chân có cái màn luôn y như con vịt chim chứ nè. Nó rất là lạ nha, nó cũng không có cao nữa, nó vừa con gà thôi, nó không cao, nó cũng vừa con gà thôi, mà đặc biệt của nó là chân có cái màn luôn. Thì nó đợt đó là nó bán cho cái mấy cái người mà vô mua heo á, heo nhà nó, mấy người mua heo á, ta mua con gà đó vô gặp ta mua. Mà lúc đó nói chung mình cũng đâu có nhiều tuổi, mới có 10 mấy 20 rồi, chưa có chơi mà chưa có biết những con gà đó nhiều. Nói chung thấy là lạ thì là lạ thì lên câu thôi, chứ thực sự mình chưa có sở hữu được nó. Thì mấy ông làm heo đó, ông mua cũng được, ông đá được đầu 5-6 cái gì đó, rồi ông bán về Tiền Giang thì sao bắt tiên mất tích con gà luôn. Mình nhớ là con gà xanh que chân vịt, nó có màng luôn. Đây là cái bàn giò của nó, có mấy cái màng y như con vịt xiêm vậy nè. Nó ngộ nó không có màng trước đâu, có phần nửa ngón thôi nguyên cái màng. Qua đặc biệt nó hơi lùn chút xíu, nó không có lùn sạch nha, nó hơi liền con gà thôi rồi cũng lùn, chân nó không cao luôn, đẹp lắm. Dãy dê thì nói chung nó cũng còn được, nên dãy nó kỳ, nó không có chân hộp mà dãy nó nhỏ nhỏ nhỉ nhỉ mà nó kỳ lắm. Thì sao cuối cùng là con gà đó về Tiền Giang đó. Nè mình nấu như mấy cái dấu cái chân cho gà anh em chơi thôi, để anh em hỏi mình chân này chân nọ lúc mình nấu. Nếu ai có duyên sẽ hỏi được một con gà chân vịt, thì nói chung là rất có duyên lắm mới được một con như vậy, rất là quý. Tại vì nói chung là mấy ngàn con luôn, cái trăm ngàn con mới có được một con giống vậy thôi, dù nó không có gà vậy đâu, nhưng nó bị đột biến gen là lạ hay sao á. Thì cũng như mấy gà mà thấy đột biến gen là như móng cổ thì là nó. Còn anh em hỏi mình gà móng cánh có linh không, thì mình nói với ông anh mấy anh luôn là con anh hỏi mình gà móng cánh, anh có móng đặc biệt. Thì cái con gà nhỏ mới nở ra lớn lên xíu là anh em có cái móng, nó có cái móng. Tại sao? Tại con gà nó cũng là phát triển từ cái chân nó ra cái cánh. Anh em có biết hồi tiền sử anh em câu, anh em sẽ tìm hiểu là con gì nó phát triển thành một con chim mà con gà là anh em biết. Thì con gà lúc nào nó có cái cánh, chó cánh có cái móng. Thì nói chung mà còn nhỏ mà nó không đá không gì hết thì cái cánh nó, cái móng nó không trúng thì cái móng nó vẫn lú ra. Còn cái nhiều người lầm tưởng bị dụ, nói chung là bị dụ rất là nhiều. Nhiều người bị gạt. Khi bị gạt về cái tình trạng mà con gà móng cánh á, mình biết hay biết là con gà anh em bị gạt rất là nhiều, ra gà lên móng cánh. Thì nhiều người không biết thì nghe nó lạ, ủa cái con gà đó giờ có móng cánh, thì người coi đâu có thấy đâu. Thì không tin anh em coi đi ra mua mấy gà thịt gà chợ rồi đó, nó mấy con gà thịt đúng rồi, con gà tam hoàng nó rất là nhiều con, nó có bông cánh á, tại nó không có đập cánh, nó nuôi rất là nhiều chằng chịt với nhau, cái lúc nào cánh nó chóc nó cũng có cái móng rồi nè. Chứ chó cánh con gà nó có móng thì anh em sẽ bị lầm tưởng và bị gạt rất là nhiều, là nói gì con gà móng cánh mua liền, thực sự ra nó thực sự không phải. Móng cánh là bình thường anh em, tại con gà nó có cái móng cho đó là kêu là diễn rất là bình thường. Con nào cũng phải có, con vịt, con chiên, con nào cũng có cái móng cánh hết trơn. Thì con gà đó là hầu như con gà bình thường, con nào cũng vậy thôi. Như gà hồi nhỏ nó đá lộn với nhau, nó trúng đập cánh, nó gãy cái móng. Thì anh em ra gà công nghiệp đó thì nó rất là nhiều luôn, móng cánh rất là nhiều. Gà công nghiệp. Rồi nào nói tới đây thôi anh em ơi. Chào anh em nha.